Đây là cách đốt hai nhiên liệu thôi nha, đồ chế thôi nha mấy bạn. Đây là bình dầu ha, bơm dầu đây. Đây bình ga, đây là bếp đốt. Tủ điều khiển, tủ điều khiển đơn giản ha. Rồi mình đốt cho mấy bạn xem. Đây. Nắp ga 28 mg. Bơm dầu trước nha các bạn. Dầu là 10 kg ha. Để thử cho các bạn.